Kết phiên ngày 28 tháng 7, thanh khoản 13.064 tỷ, tăng 0,14 điểm lên 1.277 điểm. Thì diễn biến như này nó là bình thường mọi người ạ. À. Trong cái giai đoạn mà bất ổn và thị trường nó chưa xác nhận như này thì mức thanh khoản thấp này nó là bình thường. Không có gì quá quá đáng lo mọi người ạ. À. Thì bây giờ thị trường của mình á, Bây giờ thị trường của mình đang ở cái mức lưỡng lưỡng cái vùng hỗ trợ của nó sẽ là vùng 1260. Nếu mà thủng vùng 1260 thì có khi là thị trường tiếp tục đào chen và có những phiên giảm mạnh chưa chắc cái vùng 1.200 là cái vùng hỗ trợ tốt của nó đâu. Còn mà khi mà thị trường mà tốt đúng không? cái vùng mà 1295 sẽ là vùng cái kháng cự mạnh và 1320 là cái vùng mà xác nhận nếu mà đánh trên được cái vùng 1.320 thì lúc đấy là thị trường rất là đẹp và có xu hướng tiếp tục đi lên nhá mọi người nhá. Thì uh, cái điều lo lắng nhất trong cái giai đoạn này đó là thị trường chung của thế giới. Với quan điểm của tôi nhá, với quan điểm của tôi điều lo lắng nhất là thị trường chung của thế giới. Bởi vì rất là nhiều mã nó bị gãy rồi mọi người ạ. Nhưng con sang hai này, à con hang sen sang hai đang giảm rất mạnh thì hôm nay có những cái nhịp hồi phục nó cũng như kiểu là thị trường của mình thôi. Sau khi những cái phiên giảm mạnh thì nó cũng có những nhịp hồi phục xong rồi tiếp tục nó gãy tiếp. Thì bây giờ con hang sen này nó gãy rồi thì liệu nó có liệu có nó có hồi phục được không? Nhưng thị trường Mỹ cũng vậy đúng không? Thị trường Mỹ cũng vậy nó giảm hai ba phiên xong nó hồi phục thì hồi phục lên cái nhịp này thì liệu nó duy trì được lâu hay không đúng không? Nếu mà lỡ nó cũng gãy lốt có những cái phiên giảm điểm ồ thì cũng rất là nguy hiểm mọi người ạ nick um, Nikkei sau nhiều phiên tăng mạnh thì hôm nay cũng giảm 1,39% rồi. Kospi hôm nay tăng 0,1%. Thị trường châu Âu đang hồi phục rất là tốt sau những cái phiên giảm điểm mạnh. Khối ngoại. Uh, khối ngoại hôm nay mua dòng 62 tỷ đúng không? Khối ngoại tiếp tục mua dòng là một cái tín hiệu rất là tốt. Uh, họ mua dòng phiên này như phiên là phiên thứ ba rồi đúng không? Phiên thứ ba rồi. Um, tập trung HBG, MBB, HD Bank, KBC. Họ bán ra là KDC, KDH. GMD, HVN, DGW thì trong giai đoạn này khối ngoại họ cũng đánh tương đối lướt đấy, đúng không? khối ngoại và tự doanh họ đánh tương đối lướt. Đấy. Tự doanh thì hôm nay vẫn chưa có số liệu, đúng không? tự doanh vẫn chưa có số liệu. Nhưng mà tôi lại thích xem cái khối tự doanh mua bán hơn. Tự doanh đoạn này họ đánh rất là sát thị trường. Hai phiên trước họ mua dòng rồi đúng không? Thì rất là kỳ vọng về phiên hôm nay họ cũng tiếp tục họ mua dòng. Thì, thì bây giờ đi sâu vào phân tích căng mã để xem thị trường xấu tốt ra sao nhé. OK dòng banh trước đi Techcombank ừ, đấy Techcombank sau một cái phiên tăng 1,53 phần trăm lại tiếp tục quay trở lại thôi quay trở lại nó tích lũy như này là bố tốt mọi người ạ tích lũy như này là tốt ví dụ tích tầm hai ba phiên nữa đúng không tích được hai ba phiên nữa bắt đầu là rung rũ nhà đầu tư hết đi đúng không? đây là một phiên rú khối lượng thấp này, đẹp này đúng không? bắt đầu chú ý dần nhiều bạn cũng hỏi là anh ơi trong giai đoạn này có mua tích công banh không mình cũng bảo cứ đợi đi đúng không cứ đợi đi dòng banh mà nó đánh đang kiểu lưỡng lự này nếu mà lỡ mà thị trường chung nó xấu bắt đầu thủng đường ma 100 này nó đi xuống luôn đấy nhá con này có khi đi xuống luôn đấy cho nên mọi người cứ đợi cho nó tích lũy đi chưa việc gì mà phải vào vội cả thị trường này rất là nhiều mã tốt mọi người ạ khi mà thị trường đi ngang cái cơ hội để mà mình tham gia là những cái mã tốt tôi với quan điểm của tôi khi mà thị trường đi ngang tôi đánh còn thích hơn nhá với với tôi khi mà thị trường đi ngang tôi đánh dễ hơn bởi vì khi mà thị trường đi ngang thì nó nó phân hóa đúng không khi mà thị trường đi ngang nó phân hóa sẽ một nửa tăng và một nửa giảm thì lúc đấy nhà đầu tư và chứng khoán chuyên nghiệp và biết phân tích kỹ thuật mà sâu ấy, thì sẽ chọn được những cái mã tốt để mà mọi người tham gia nhé nên trong cái giai đoạn mà thị trường nó đi cái quanh cái vùng mà ngày 18 tháng 6 và ngày 1 tháng 7 đúng không? các bạn đầu tư tôi và khuyến nghị cho các bạn đầu tư đầy mã đẹp không? Uh, win rất là mạnh Ví dụ trong giai đoạn này thì sẽ có những cái con chứng khoán đúng không? SSI này, SBS thì các bạn để ý. Trong giai đoạn mà thị trường đi ngang này nó vẫn có những cái dòng nó tăng mọi người ạ. Chỉ cần là nó đạt mẫu hình thôi. Đây này. Thị trường lúc nó đi ngang này cũng con SSI này tăng rất là mạnh đúng không? Có những cái phiên trần này, xong rồi tăng thốc lên cũng ăn được hơn chục phần trăm này. SBS còn tăng còn khủng khiếp hơn đúng không? Mà đây trong giai đoạn đi ngang đúng không? thị, trường đi ngang này từ 22 tháng 6 này thị trường đi ngang mà con EBS này tăng rất là mạnh thị trường đi ngang mà những cái mã nào mà đạt mô hình và tốt thì vẫn ăn bình thường nhá tôi rất là thích thị trường trung đi ngang thị trường trung đi ngang càng thích đầu tư cực dễ đúng không đầu tư cực dễ trong những cái giai đoạn thị trường đi ngang quan trọng là nếu mà thị trường đi ngang nhưng mà phải trong cái xu hướng mà chen cơ Đây cái giai đoạn này, này các bạn banh chứng theo các bạn ăn ầm ầm có những cái mã ăn đến cả 100% đúng không? Trong nhóm mình có những mã ăn đến cả 100%. Con FLC nói thẳng luôn là con FLC đúng không? Khi mà thị trường up lên thì có những cái mã nào tích lũy đủ và nó đạt được những mẫu hình ăn trăm phần trăm chuyện bình thường có những mã đánh t cộng ba vnd đúng không ăn ba mươi bốn mươi phần trăm nvb đúng không rất là nhiều mã nói chung rất là nhiều mã mà thì khi mà thị trường mà đi ngang mà cái xu hướng đi lên thì đầu tư nó dễ lắm mọi người ạ đầu tư dễ chọn các bạn chỉ biết phân tích kỹ thuật căn bản một chút là đầu tư nó dễ thậm chí các bạn mua tù mù những cái mã nhỉ của Techcombank các bạn đợi đợi để nó cũng lên nó HBG đợi đợi cũng lên HSG cũng vậy khi mà thị trường nó tăng thì các bạn cứ mua những cái mã nó có những cái câu chuyện riêng nếu mà các bạn không biết đầu tư đúng các bạn cứ dồn tiền vào một mã tốt tốt như kiểu FPT đợi vài phiên nó bắt đầu là dăm chục phiên cũng có những cái phiên bùng nổ đây FPT khi mà thị trường trend lên thì nó có những cái phiên tăng rất là mạnh sau một giai đoạn tích lũy nó tăng lên các bạn ăn nhẹ nhàng nếu mà thị trường uptrend thì các bạn ăn nhẹ nhàng tầm hai ba mươi trong vòng vài tháng là chuyện bình thường yeah, một hai tháng vài vài ba chục phần trăm bình thường nhưng mà thị trường lúc bây giờ nó đang lưỡng lưỡng như này không phải phù hợp, không phải điểm mà mọi người dùng margin hay là um, mọi người đầu tư nhiều đâu mặc dù tôi vẫn khuyến nghị mọi người cho có, có những cái mã tăng rất là tốt đấy đúng không có những cái mã tăng hai phiên thậm chí ăn đến cả chục phần trăm không? ăn đến cả chục phần trăm nhưng mà trong giai đoạn này tôi nói rồi Đầu tư chỉ là đầu tư thôi Mình cố gắng chọn ra những cái mã mà đi ngược thị trường thôi thì Mình đầu tư cho nó bớt chán Trong năng dịch dã này đầu tư nó khó Mấy cả nó chán cho nên cứ cố mà chọn ra những cái mã tốt tốt Mình đầu tư ăn sổi một chút được nhá Cứ ăn tầm 57% cũng được Tôi không bạc nha mọi người chốt lời thoải mái cứ chốt đi sẽ có những cái mã tốt để cho mọi người đầu tư không phải lo là chốt xong không có mã đầu tư đâu quan trọng là thị trường chung nó phải tốt cơ nhá thị trường chung nó phải cứ đi ngang hoặc giữ quanh quanh cái vùng 1270 này cũng được đánh tầm 10 phiên như này cũng được nhá. Đánh tầm 10 phiên cứ đi ngang này cũng được. Tôi rất là thích thị trường đi ngang. Thị trường đi ngang đánh rất là thích. À, ok, à, tiếp tục đi quay trở lại dòng banh nhé tay con banh thì đợi cho nó tích lũy đi nhé Mọi người chưa vội tham gia vội, nó chưa đạt mẫu hình cả. Cứ tích lũy đi, đang cạn cùng lắm rồi, rung rũ khối lượng thấp này là, là nếu mà ai mà giữ thì tôi nghĩ là cũng vẫn nên giữ. Còn nếu mà ai mà thích con tay công banh thì đợi những nhịp đi có gì tôi sẽ khuyến nghị sau nhé Techcombank công banh nếu mà thị trường chung mà tốt mà đi lên thì khả năng có tết công banh sẽ bứt đỉnh và là một trong những mã tiếp tục tăng mạnh và tăng thốc nhé CTG hôm nay tăng 1,2% có cái phiên rũ này bình thường mọi người phiên rũ khối lượng thấp thì bây giờ gặp một phiên test cung biết đâu ngày mai tiếp tục tăng tiếp đúng không nếu mà thị trường, trường chung nó nếu mà đi ngang có khi là con CTG này có khi lại tiếp tục hồi đấy đúng không? tiếp tục hồi đấy thì bây giờ nó có, có cái phiên mở gáp này thường thường những cái phiên mà mở gáp các bạn học đúng không mở gáp khối lượng thấp thì rồi nó sẽ quay trở lại nó lấp thôi rồi nó sẽ quay trở lại nó thấp thôi, lấp thôi nó mở gáp khối lượng lớn thì nó lâu nó mới lấp thì bây giờ con này nó khu hướng nó rung rũ này test cung này có khi ngày mai tiếp tục nó tăng nhá test có khả năng khả năng ngày mai có ctg tăng ấy. cung khối lượng thấp như này có khi ngày mai tăng khối lượng thấp này thì cũng có thể do là thị trường chung nó khối lượng thấp thì những cái mã cổ phiếu nó khối lượng thấp nhưng mà đang đánh, đánh như này thế này ổn mọi người nhé CTG thì ai mà giữ thì cứ giữ đi Có khi con CTG tiếp tục tăng MBB ừ. MBB thì nó vẫn thế đúng không? Dòng banh nó đang tích lũy Dòng banh đang tích lũy Để mà mua thì tôi nghĩ là mọi người không nên tham gia Mua thì nếu mà các bạn ăn sổi tầm 5-7% Thì các bạn có thể mua được Nhưng mà nên chọn những cái mã khác hơn Con MBB nó đánh như này nguy hiểm quá Đúng không? Nếu bây giờ đánh nó đang tích cái vùng nền lại còn vùng nền thấp vùng nền vùng nền thấp những cái vùng hỗ trợ ở quanh ngày thì không có con này mà khi mà thị trường chung mà nó mà thủng thì con này đi đầu nước thị trường chung mà nó mà xuống thì con này đi đầu nước các bạn nào mà không tranh thủ bán là con này sẽ rất là dễ gây ra thua lỗ cho mọi người mạnh đấy nhá và thì ai mà giữ thì thôi cứ giữ đi còn nếu mà ai mà muốn xác định mua thì thôi tôi nghĩ con này không nên mua đâu nhá ACB CTG nó còn ít nhiều nó vùng hỗ trợ mà chưa khấu nó đủ rồi và nó có có, có cái phiên mở gáp xuống nó chưa quay trở lại về lấp Và nó xu hướng nó đánh đẹp như vậy có thể con CTG có xu hướng nó sẽ quay trở lại lấp gáp ít nhiều các bạn nếu mà đánh lướt cũng ăn được tầm 57% đúng không? 57 là vui rồi. ACB này. ACB về giá tham chiếu con này cũng như kiểu con Techcombank thôi nhá. Con này cũng như kiểu Techcombank thôi, khi mà thị trường chung tốt thì sẽ có xu hướng tăng tốc lên đấy. Con này mà đánh bây giờ đánh trên đường a 50 này, a 50 hai 20 đang chụp lại một chỗ này, đúng không? Nếu mà đánh được trên bắt đầu đánh rung rũ tích lũy một giai đoạn dài xong rồi đánh được trên lên vùng hai 20 thì tuyệt vời quá, đúng không? Tuyệt vời quá, thậm chí con này xu hướng bắt đầu đi lên, thậm chí vượt qua vùng đỉnh là chuyện bình thường nhá. Bao giờ có phiên bùng nổ theo đà xem. Bây giờ dòng tiền thông minh người ta đang đứng ngoài đấy mọi người ạ, chứ không phải là thanh khoản thấp mà là tiền người ta thoát hết ra đâu, người ta đang đợi tiền, người ta đang giữ tiền trong tài khoản chứng khoán. Người ta đợi thời cơ, người ta đợi cấu hình xong bắt đầu người ta mới uh, vào đấy chứ không phải đơn giản mọi người nhá các bạn xem cái giai đoạn trước đấy bất động sản nó chạy đấy dòng tiền nó vào ô ạt lắm dòng tiền thông minh bây giờ người ta đang đợi ngoài dòng banh này vẫn là một trong những cái dòng dẫn dắt thị trường người ta vẫn đang đợi cấu hình nhá người ta đang đợi cấu hình và đợi thị trường chung thị trường chung xác nhận xem các bạn lúc đấy các bạn sẽ biết những cái phiên thanh khoản tầm 20 mươi tỷ sẽ là thường xuyên xảy ra và lúc đấy thanh khoản 30 mươi tỷ chuyện bình thường nhá giai đoạn trước thanh khoản lớn là do thị trường đang up trend như thế đầu tư nó dễ Đúng không? Đầu tư nó dễ mà khi mà thị trường đao chen xuống là bắt đầu là có dấu hiệu UBO người ta bán tông bán tháo ra thì những có những cái phiên tầm hơn 30 000 tỷ. Đấy là lý do là như vậy mọi người nhá, mọi người đầu tư lâu thì mọi người phải hiểu những vấn đề như vậy. Còn bây giờ thì thị trường đang lưỡng lự này, đầu tư là khó lắm. Chọn cổ phiếu thì chọn được nhưng mà để mà bây giờ nữa mà chọn cổ phiếu đang đi lên ngon ngon rồi nhưng mà thị trường chung lỡ rồi xấu thì cũng đi theo ngay thị trường chung nó bô khi những cái cổ phiếu đấy đi theo ngay rất là ít những cổ phiếu mà nó đi ngược thì được, được, thị trường rất ít nhá khi mà thị trường chung xuống thì khả năng rất là ít cổ phiếu có thể đi ngược thị trường tôi là thích đầu tư thị trường đi ngang rất là thích đi ngang đầu tư thích đi ngang tầm năm bảy phiên tầm chục phiên hai chục phiên được tôi thích đầu tư thị trường đi ngang còn thị trường tăng thốc thì mãn hòng tăng thì đầu tư thế nó dễ quá đúng không đầu tư tăng thốc như vậy thì cứ lém bừa tiền vào một con thì của Techcombank hay FPT hay HPG hay kiểu gì cũng tăng. Tích lũy xong rồi kiểu gì cũng có nhịp nó tăng thốc thế thôi đúng Còn nếu mà khi mà thị trường đi ngang thì đầu tư nó sẽ khó hơn và cần chuyên môn nhá, cần chuyên môn. Thì đấy những bạn học viên các bạn vẫn thường ngày các bạn vẫn chọn những cái mã các bạn tự đánh. Thị trường đi ngang đánh được đầy mã đẹp mà nhiều mã đạt mẫu hình nó cứ đi lên thôi nhá. ACB như vậy là xong nhá. ACB ai giữ giữ đi nhưng mà để đầu tư thì tôi nghĩ chưa vội Này có một cái phiên test cung này đổi chiều này đúng không? cũng tăng này cũng tăng được một hai phiên này. tăng được một phiên nó đi ngang đúng không? tăng một phiên đi ngang ok HD Bank HD Bank tăng 1,2% phần đấy cái cũng là một cái phiên tốt đấy chứ đúng không? Đấy, mình mình bảo cái con HD Bank ngày 26 tháng 7 rồi ai mà bắt được con hai banh này tỷ lệ mà win sẽ rất là cao bởi vì nó có cái búa tét cung đuổi chiều đấy không sớm thì mượn nó cũng tăng thôi đúng không không sớm thì muộn thì nó cũng tăng thôi thì hôm qua nó về giá tham chiếu hôm nay tăng là chuyện bình thường đúng. có thể là các bạn nếu mà chốt non nhé giai đoạn này các bạn thích lướt lướt lát lát thì các bạn có thể tăng tầm năm sáu các bạn chốt lời được rồi lên chạm đường MA 20 MA 100 nếu mà kết hợp thị trường chung thì tất nhiên là phải giữ nhá. Nếu mà thị trường chung mà có những cái phiên bùng nổ theo đà thì tất nhiên là phải giữ đúng không? Chả dại gì mà bán cho con này cả nếu mà thị trường chung mà tốt mà bùng nổ theo đà những cái ông này có khi là những ông kênh trên mà vượt đỉnh sớm ấy cho nên là các bạn giữ thì phải theo dõi kỹ về thị trường các bạn nào mà phân tích kém thì có thể là uh, cứ tối đúng không? nghe mình khuyến nghị hoặc là tham khảo đúng không? mình đây khuyến nghị của mọi người cũng là chỉ mọi người tham khảo ý kiến thôi mà còn uh, tiền của mọi người mỗi người có một phong cách đầu tư riêng đúng không? có những người người ta bây giờ vẫn đang đứng ngoài đúng không? người ta bây giờ người ta đang nghỉ ngơi người ta xả sửa chết nhưng mà giai đoạn này nếu mà không có chứng khoán là thật rất là buồn ở trong nhà chán lắm, Nó đang phong tỏa hết rồi còn gì, không được ra ngoài đâu, ra ngoài trừ khi là không cần uh, uh, đi mua đồ ăn các thứ thôi. Đúng không? Bây giờ nhậu nhẹt nhảy nhót đi chơi đi bơi du lịch thì không được đi rồi ở nhà chán. Có khi là chứng khoán nó sẽ đi lên, bây giờ tôi lo ngại nhất là thị trường thế giới, thị trường thế giới cũng sợ nó, nó giảm mạnh quá thì á, nó tác động đến thị trường của mình, thị trường thế giới bây giờ thì thị trường Mỹ nó có những cái phiên giảm đó, đúng không? Giảm mạnh xong rồi bây giờ đi lên, bò bò đi lên rồi đấy. Bò bò đi lên nhưng mà bây giờ nó úp một phát nữa thì nó là thị trường đào chen luôn, đúng chen luôn. Bây giờ đang lo thị trường thế giới, ông Han Seng, ông gãy rồi đấy. Không biết là ông có hồi được lại không. HD Bank xong nhá. HD Bank. OCB. Ừ. OCB tăng 3,1%. Ừ. Đấy, con này thì mình bảo rồi. Mọi người nếu mà đánh này con này đánh trên MA10 này. Nó canh canh nhá, mọi người canh canh đến lên tầm 30 đấy, 30 85 là các mọi người chốt lời hoặc là giảm tỷ trọng đi, đừng có kỳ vọng giai đoạn này bứt lên. Kể cả thị trường chung tốt, con này chưa chắc bứt lên luôn được nhịp này đâu mọi người ạ. Chưa chắc bứt được lên luôn nhịp này đâu. Thường nó sẽ phải rung rũ xong rồi nó tạo một cái sóng nữa thì bắt đầu mới đi lên được. Để mà tăng thốc lên nên khối lượng nó có ủng hộ đâu mà đòi đi lên. Đây mà lên trên này gặp nên cái vùng mà 30 85 tranh thủ mà bán luôn. Hoặc là 30 30 là tranh thủ bán luôn được rồi. Nhá, 30 30 30 40 là mọi người tranh thủ bán bán được rồi chứ còn uh, mọi người mà làm sao kỳ vọng được con này. Con này thanh khoản nó có vào đâu mà rồi tăng thốc được, khó lắm. Trên này người ta kẹt hàng rừng. Không đơn giản đâu mọi người ạ. Với SB giữ giá tam chiếu này cũng có một cái phim test cung này đẹp này nó có khi tiếp tục tăng đấy này giữ trên MDMA đường 1250 con này nguy cơ tăng đúng không con này khả năng có thể tăng trong thời gian tới Đấy cũng thuộc vào dạng là test cung đuổi chiều huyền thoại luôn đúng không? Khối lượng thấp Nhưng còn phải kết hợp với thị trường chung nữa đúng không? Thị trường chung tốt là con này tỷ lệ đánh lên cao Đánh mạnh luôn là nó khác Không đơn giản Ông này ông uh, trên vùng kháng cự này Cũng rất là ít này đúng không? Rất là ít này Kháng cự này thì nó chỉ tầm hai cây chân nó bứt qua chưa mấy hai cây chân thôi hai cây chân Bứt qua đường 12 mọi người Bắt đầu đường ai mọi người chốc lên nữa thứ này Con này bay luôn đấy khối ngoại vài phiên trước gom msb SB rất nhiều đúng không? Chắc có cái game gì đó Ok ừ, SB xong nhá Mới SB đẹp đấy Ai giữ giữ đi Để mà mua thì tôi nghĩ là Nếu mà thị trường chung tốt Thì sẽ vào tiền ngay Nhưng mà thị trường chung bây giờ đang lưỡng lự này Đầu tư khó lắm Nha, Rất là khó Đánh theo cấu hình thì đấy Có msb SB Nếu mà các bạn muốn mua thăm dò cũng được đúng không? Mua thăm dò cũng được Đấy có phiên test cung đảo chiều đấy Tỷ lệ ngày mai tăng cao đấy Có khi ngày mai mở gáp luôn thì Thì, thì đấy nhưng mà nếu mà thị trường chung tốt thì tôi sẽ cho mọi người tham gia cùng SB này nhưng mà thị trường chung nó như này thì tốt nhất tôi không không muốn tham gia dòng banh đâu không muốn tham gia dòng banh lắm ok mới SB ai giữ thì cứ giữ nhá giữ cho chặt thôi bây giờ thị trường chung nó giảm thì con này test cung thì có khi đổi chiều xuống <laughs> thường những cầu hình như thế nó sẽ đi lên nhá ok 1 SB ừ, BVB dòng loại hai thì không cần bàn rồi BVB cũng có một phiên hay này đúng không về giá tham chiếu này cạn cùng luôn, cạn cùng luôn con này cứ khi nào mà thị trường chung mà nó tốt các bạn có thể đánh được con này nhá đánh kèm đi một loại một một loại hai đúng không một loại một một loại hai tích thế này chặt đấy nên như là tích thế này hay đấy nhá đẹp đấy nvb nvb hôm nay có một cái phiên tăng rất là tốt ba ba phần trăm thì con này mình cũng có nói rồi mình chốt lời quanh cái vùng à mình bán ở quanh cái vùng này rồi đúng không? Bán ở quanh cái vùng tích lũy rồi, thấy nó không bứt được lên phải bán quanh cái vùng tích lũy rồi. Thì bây giờ nó quay trở lại vùng tích lũy đúng không? Nếu mà ví dụ là nếu mà tôi, nếu mà là tôi nếu mà tôi vẫn còn giữ như này thì tôi sẽ chọn phương án là tôi sẽ bán ấy. trong trong phiên ngày hôm nay nếu mà nhìn lên những cái nhịp mà tầm vùng 19 20 là uh, 19 là cái giá như này là tôi sẽ bán đúng không? Bán để xem nó bắt đầu là nó lên trên vùng này nó sẽ xử lý như như thế nào đúng không? Xử lý như thế nào? con này 17 Con này thì nó chưa, chưa, chưa đạt một cái gì cả Đúng không? Ai giữ đến bây giờ thì tôi nghĩ có thể tiếp tục giữ Nhưng mà nếu là tôi thì tôi sẽ chốt lời Đúng không? Tôi, tôi nếu mà ai mà mua vùng này lên trên này thì tôi tôi nghĩ là tôi sẽ chốt lời nếu mà là tôi tôi sẽ chốt lời đó thì đợi cho nó đánh lên trên vùng này kiểu gì gặp những cái vùng kháng cự này nó sẽ phải tích lũy quanh quanh vùng này lại nhá không có chuyện mà nó bứt được lên luôn đâu tôi nghĩ hiếm lắm Trừ khi tự dưng có một dòng tiền cực kỳ lớn nó đánh bứt qua đường 20, 15, nó tăng thốc lên. Nhìn trường hợp đấy thì tôi thấy rất là hiếm, đúng không? Rất là hiếm. Thường thường người ta phải tích lũy xong người ta mới đi lên. Còn đây rồi đã tăng một một hả, hai này, ba cây rồi. Ba cây liên tục đúng không? Tăng ba cây liên tục rồi. Biên độ cũng đến 10% rồi lên trên này có những người thứ nhất nó gặp những cái áp lực mà bán ở trên này, đúng không? Thứ hai là gặp áp lực chốt lời như này và thanh khoản còn thấp như này, đúng không? hôm nay tăng như này mà thanh khoản còn thấp thì không kỳ vọng được con này sẽ tăng thốc được luôn đâu, đúng không? nếu mà tôi tôi sẽ bán đấy nhá, nếu mà tôi tôi sẽ bán, nếu mà tôi mua vùng này, Mà lên trên này thì tôi sẽ bán chút lời, Có tùy mọi người thôi, ai giữ thì cứ giữ nhá, ai giữ thì cứ giữ, ai kỳ vọng giữ đến bây giờ thì tất nhiên là ngày mai xem tiếp rồi, kỳ vọng một phiên bùng nổ theo đà có khi con này tăng thốc luôn luôn, mà trường hợp đấy tôi nghĩ là hiếm, hiếm, hiếm. rất hiếm, rất hiếm có những từ kiểu... trừ khi lái quá có mạnh và có thể họ đã gom được hàng của mọi người nhiều rồi thì nó mới tăng được kiểu như thế mà nếu mà cổ phiếu như thế thì nó lại thành cổ phiếu tương đối bo cung mà nó đánh nó lạ đó. hiếm nói chung là hiếm con NVB này xu hướng nó tích lên nó mới đi lên liên việt ừ, Liên Việt bắt đầu vẫn đang đẹp đấy đúng không dòng banh đều đang tích lũy rất là đẹp chỉ đợi thị trường chung xác nhận là các ông vào tiền thôi nhá dòng banh đang tích lũy rất là đẹp đợi thị, thị, thị trường chung xác nhận là vào tiền thôi thị trường chung xác nhận là dòng banh là tăng kinh kinh lắm nhá Tính dòng banh tăng rất là mạnh mẽ đấy, cho nên là bây giờ đợi thị trường chung ra tín hiệu vậy là các ông vào ngay lúc phải thanh khoản nó phải banh rồi trần liên tục, tăng tích lũy đẹp như này, STB này cũng giảm 0,7% có vấn đề gì đâu đúng không? chạm một này hai ba phiên có thể là nói <laughs> cái đường MA20 là một trong những cái mà kháng cự rất là mạnh của STB này, ba phiên chạm rồi liệu mà ba phiên chạm này mà nó không bứt được lên thì liệu nó có tụt xuống không thì còn uh, stb này cũng thành thật với mọi người là trong nhóm um, cho khuyến nghị mọi người mua đúng không? cho khuyến nghị mọi người mua stb này thì đến bây giờ thì mọi người đang lãi thì phải đúng không? đang đang lãi chả biết là mấy phần trăm nhưng mà cái con stb này mà về cái phiên mà bùng nổ mà nó giảm 0,7% như này là được rồi nhá hôm nay còn có những lúc giá xanh mà 2945 rất là tốt nhá. À, nó đánh những cái này rung rũ như này là ổn nó cứ tích lũy đi dòng banh vẫn đang tốt đấy, có khi có những cái nếu mà thị trường chung tốt có khi ông này ông dẫn đầu nước đi lên đầu nước à, ít nhiều con này nó có vùng hỗ trợ này không? vùng hỗ trợ này vùng hỗ trợ này nhá. nó bây giờ cái vùng này là cái vùng hỗ trợ của nó bây giờ nó cứ xuống đi, đi lên dần đi lên dần đánh như này là đẹp nếu mà các bạn nào mà giữ thì cứ giữ thôi nhá nếu mà mua gia tăng hay là mua thêm tôi nghĩ là không phải giải pháp tốt nhá dòng banh chưa chưa phải vội đâu mình cứ đợi phiên bùng nổ đi thì tôi sẽ khuyến nghị mọi người mua, người mua gia tăng thậm chí đánh mạnh đánh sử dụng margin luôn Đó. không phải có gì vội cả rất có rất nhiều thời gian để mà mình kiếm tiền không phải lo đâu nhá rất là nhiều thời gian để mình kiếm tiền chứ phải không phải cứ cố kiếm những dạng này làm gì cả đấy FPT này các ông ăn năm bảy phần trăm chục phần trăm như bây giờ là thích rồi đúng không? những cái mã khuyến nghị trong nhóm đang win những con gì Tôi hỏi gì nữa FPT Anh Vũ khuyến nghị ba mã thì win cả ba Nếu mà tính thêm cái cái con hôm nay tao nó tăng là, là 4 ấy còn gì đúng không? Anh Vũ cho cái điểm mua đấy là hôm nay tính cả 4 ấy. Cứ tưởng là xấu cuối cùng là win hết còn gì FPT này FPT ba um, giảm 1,3% thì cái con này Thì nó vẫn chưa vi phạm một cái gì cả Đâu, Chưa vi phạm một cái gì cả Chưa vi phạm một cái gì cả con này vẫn là trên đường 120 rồi vẫn là chốc lên nó rung rũ này bình thường bây giờ nó mà tích lũy đẹp đẹp này Nó mà tích lũy quanh cái vùng mà 90 91 92 ấy, quanh quanh cái vùng này đúng không? là sẽ lúc đấy là những cái nhịp mà mọi người có thể mua gia tăng Và thậm chí là sử dụng margin luôn kết hợp với thị trường chung tốt nhá con này là một trong những mã mọi người cần chú ý này. cho vào list theo dõi nhá cho vào list theo dõi để mà cần chú ý đánh nhanh đánh mạnh đánh gấp con này xu hướng mà những khi mà thị trường chung mà xác nhận bờ Uh, uh, cái phiên bùng nổ những người ông này là ông uh, xu hướng là tăng rất là thốc tăng, ông này ông tăng thốc 1-2 phiên xong ông lại nghỉ mà đây này cái giai đoạn mà sau khi mà 19 tháng 1 uh, sau ngày 28 tháng 1 ngày 29 tháng 1 khi mà thị trường xác nhận đi lên ông tăng thốc rất lắm. một 1 này 2, 3, 4, 5, 6 6 cây tăng dựng đứng luôn tăng như kiểu Benny luôn đúng không tăng như Benny luôn ăn nhoàng nhoàng nhòa nhòa mấy chục phần trăm luôn cho nên những cái ông này là một trong những cái ông mà các bạn cho vào list theo dõi đi, đợi mà mua gia tăng thôi chứ nếu mà thị trường chung xấu thì không bàn nhá, thị trường chung xấu thì có khi con này cũng đi tiếp, con này có khi đi xuống như vùng hỗ trợ cũ này, Đúng không? con này thì đi xuống thì tôi nghĩ có không xuống được nhiều đâu, này, hỗ trợ nhiều này một này, hai này, ba này, Đúng không? hỗ trợ dày đặc như này thì rất là khó này một, hai, ba, bốn, nên giỏi con này xuống khỏe lắm thì nó may 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 ra thì nó xuống được cái vùng mà bảy đấy nó cũng giỏi lắm đấy Nhưng mà thị trường chung có khi xuống tầm vùng 1.000 thì may ra con này mới xuống được cái vùng 71 72 còn đây mà thị trường chung nó chỉ đảo nhẹ thôi thì may ra con này xuống được cái vùng 80 nhá thì cho mọi người trong nhóm mua 8 83 84 thì bây giờ mọi người vẫn đang lãi 92 rồi mọi người vẫn đang lãi cũng có nhiều bạn cũng cũng, cũng lời khá khá rồi các bạn cũng hỏi là có lên chút lời hay không thì bây giờ nó cũng chưa vi phạm gì cả nhá chưa vi phạm gì cả thì mọi người cứ giữ đi FPT này thậm chí tôi còn khuyên nghị trên TikTok và cũng đưa ra kịch bản cho các bạn trên TikTok rồi. Tôi đang tăng nói dòng banh lại chuyển sang FPT BD, BD, BD thì cái con này thì nó cái vùng mà thuộc vào dạng gọi là quá bán rồi, quá bán này, test cung đảo chiều này, khả năng nó vẫn còn có xu hướng đi lên. Hình như hôm nay khối ngoại gom con con BD thì phải đúng không? khối ngoại hôm nay gom BID này ừ, hôm nay mua cái BID vẫn tự doanh vẫn chưa có số liệu BID việc con banh BID mọi người giữ đi nếu mà ai giữ đến bây giờ thì cứ giữ đi việc con banh này hôm qua cũng có bảo à, mọi người đúng không nếu nó xuống quanh quanh vùng 96 thì canh có thể bắt được bắt sớm là 50 phần trăm cũng được Bởi vì này, khi mà nó có xu hướng nó giảm mạnh như này đúng không? có xu hướng nó giảm mạnh như này thì khi nó tăng lên thì nó cũng có xu hướng tăng thốc đấy giảm mạnh mà nó có thủng hỗ trợ liên tục thủng hỗ trợ này MA 20 MA 100 MA 50 thủng liên tục luôn không đỡ được một phiên nào cả có quanh quanh đường MA 100 nó khỏe khỏe như này mà nó chỉ đánh được ba cây bắt đầu lại tụt lại còn mở gáp xuống cơ thì những cái con này thì mọi người bắt là bắt hôm qua và sáng nay thì bắt được đánh nhưng mà đánh lướt thôi con này kỳ vọng các bạn lên cũng chỉ 50% chạm chạm được MA 100 mọi người canh mọi người chốt lời nhá đánh lướt thôi dòng manh giai đoạn này đầu tư khó lắm Hôm nay tăng được 2,1% Tốt đấy nhỉ? Hôm qua vừa phân tích xong Bảo nó về những cái vùng quá bán rồi mình về những cái vùng hỗ trợ cứng nhất của việc công rồi khả năng nó sẽ bứt lên một hai nhịp thì thôi kỳ vọng đó bây giờ thôi những cái dòng trụ cứ tăng đi cho thị trường chung nó tốt nha thị trường chung cứ đi ngang dòng trụ ít nhiều nó dẫn dắt nó giữ được nhịp thị trường thì mình trong cái giai đoạn đó thì mình sẽ tìm những cái mã không phải là vn 30 không phải vn 30 mình mua những cái mã đó Đấy, cứ đánh nhặt nhạnh nhặt nhạnh năm thị trường chung nó cứ giữ được nhịp à, đầu tư nó dễ lắm mọi người ạ đó, có những có những có những mã nó đặt những mô hình nó cứ tăng thôi. À, dòng tiền thông minh nó hướng đến những cái mã đó việc xong uhm. xong dòng banh đi xong dòng chứng khoán à, ssi tăng 0,8 uhm. con này đang tích lũy ổn này khi mà thị trường chung tốt thì tôi sẽ cho mọi người tham gia ssi này nhá đẹp đấy ai giữ thì cứ giữ thôi còn đâu để mà mua thì tôi không thích mua dòng chứng khoán đấy. này lắm Có các bạn mua vui thì mua thôi chứ VND tăng 0,2% VND Nếu mà bây giờ để mà lựa chọn thôi Nếu mà thị trường nó mà tăng thốc Thì Có phiên bùng nổ thì đầu tiên là chọn là Dòng loại 2 trước À loại 1 trước ông ấy mua loại 1 trong bọn này bất đỉnh này Bọn này bất đỉnh xong bắt đầu là mọi người chuyển sang loại 2 Chuyển sang loại 2 đợi ăn xong loại một đã, xong rồi bắt đầu chuyển sang loại hai đấy, nó dễ, đi sbs này. kiểu đánh nó sẽ như vậy, đó. sbs đang tích lũy này, đẹp này, đó. con này xu hướng nếu mà thị trường chung tốt, dòng chứng khoán tốt nó bứt lên nhưng mà nếu mà thị trường chung xấu, có khi ông ông này ông đi đi xa đấy nhé, đầu tư những cái ông này thì đầu tư nho nhỏ nho nhỏ, nhỏ thôi, đó. ông hôm nay về giá tham chiếu đầu tư nho nhỏ thôi, bây giờ mà thị trường chung tốt là ông này bứt nhanh, nó ông này sẽ bứt nhanh có khi là tiếp tục lại bứt qua cái vùng đỉnh này nữa đấy, đúng không? Nhưng mà thị trường thị trường mà xác nhận đi lên lại vùng 1.400 hoặc là vùng 1500 500 thì ông này có xu hướng lại tiếp tục bứt rất là mạnh đấy. không phải đơn giản. SBSI BSI ừ, giảm một phần bình thường, đúng không? Giảm 1% là bình thường. Nó tích vẫn tích quanh cái vùng này mà, đúng không? tích quanh cái vùng này. Đợi nhịp thôi, đúng không? Đợi nhịp thôi. MA 20 đi ngang này đợi nhịp thôi đợi nhịp là sẽ bứt thôi khối lượng thấp lắm rồi cạn đấy nhỉ dòng chứng khoán cạn hcm hcm cũng vậy nó làm không phải là một nếu mà để mà nói dòng chứng khoán bây giờ các bạn cân nhắc con ssi vnd Nếu các bạn thích dòng loại một nếu mà xác nhận mà bùng nổ theo đà thì đầu tiên cứ phải chọn những ông đấy đầu tiên mua những ông đấy đi đợi cho các ông thăng thốc tăng bứt qua vùng đỉnh xong bắt đầu nếu mà đợi các ông tích lũy chuyển sang dòng loại 2 đánh kiểu đấy cũng là một cái cách nhá HCM VCI VCI giảm một phẩy hàng trăm con này là xu hướng nó đi xuống mà nó giai đoạn trước nó tăng tốc rồi bây giờ mà thị trường chỉ cần hơi hơi mà hơi xấu một chút là nó con nó, nó gãy ngay đúng không con này gãy ngay ít nhiều con SSI nhá SSI và VND nó có một cái vùng nền hỗ trợ cực kỳ mạnh ở quanh quanh vùng này để mà giảm thì nó giảm thì thị trường chung nó cực xấu thì nó mới giảm mạnh được cơ đúng không VND nó cũng có vùng hỗ trợ ở vùng này Bây giờ đi lên nó còn vượt qua vùng MA20 rồi đúng không? Xuống hướng con này tăng thốc lên rất là kinh Con này mà thị trường chung nó chỉ cần đẹp một tí thôi Hoặc là đi ngang tầm 2-3 phiên mà check check lên Đẹp chỉ cần hơi đẹp một chút thôi Bây giờ đánh trên tầm vùng 1295 thôi là có khi con này nó bứt, bứt đỉnh luôn đấy nhá Con này tỷ lệ bứt đỉnh cực kỳ cao luôn VND Đấy, trên M20 lại còn một vùng nền dưới này Bây giờ một vùng 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 nền trên này đây là hai nền rồi đúng không? Xây một vùng này, một vùng hai này. Nếu các bạn nhìn kỹ thì nó sẽ có hai cái vùng đúng không? Nhìn kỹ nó có hai cái vùng này. Một này. Đúng không? Một này. Hai này. Đấy. Hai cái vùng đúng không? Nó có hai vùng ở dưới này. Đấy, nó có hai vùng ở dưới này. Cả là con này bứt đỉnh cực kỳ cao luôn, đúng không? Cực kỳ cao luôn nếu mà thị trường chung nó chỉ hơi hơi tích cực là con này sẽ bứt rất, rất là nhanh đấy, FTS FTS về giá năm chiếu ừ. bình thường nó, nó vẫn đang ở cái vùng nền tích lũy mà đợi nhịp thôi cạn hết cả cung rồi còn gì FRT cạn cung ấy. thường thường mà khi mà nếu mà thị trường chung nó mà tốt thì những cái ông FRT đấy, à, FTS đấy, nó mua ngay khẩn trương rất nhiều bạn hỏi FRT thì FRT thì nó là một con bán lẻ nó xu hướng kinh trên mọi người ạ à, nó vẫn đang check chất lên này đúng không? thì con này nó nếu mà đẹp nhất thì nó sẽ tích quanh quanh vùng 34 35 nhá quanh quanh vùng 34 35 thì nó khoảng có có thể là xuống vùng 33 chẳng hạn xuống vùng 33 cũng vẫn là đẹp nhá vùng 33 nó đánh quanh quanh thế này xong rồi lại tiếp tục đi lên nhưng mà tôi nghĩ con này không xuống được vùng 33 đâu có khi nó sẽ đánh tích lũy quanh cái vùng mà 334 35 đúng không nhưng mà thị trường chung nó cũng ổn ổn mà con này tiếp tục cũng tăng tốc đấy FRT con này đang xu hướng kênh trên đi lên khỏe lắm FRT còn ai chốt lời thì cứ chốt thôi không? Ai chốt lời thì chốt thì không bàn Ai chốt lời xong rồi đợi tích lũy đi lên được Nhưng mà chỉ sợ vừa chốt xong nó đánh một cái cây tiết cung Nó tăng thốc lên luôn lại phải mua đuổi Cũng tốt, cũng dại nó cũng dại. Cho nên nó, khi mà nó chưa vi phạm mẫu hình gì Thì tôi nghĩ là mọi người không nên bán Một, một phiên nó Về giá tham chiếu và một phiên nó giảm 3,2% Nó vi phạm gì đâu Đã vi phạm gì đâu Ngày mai bắt đầu nếu mà giảm tầm 2-3% Thì nó mới gọi là vi phạm lượt đầu Lượt đầu xong rồi bắt đầu là những cái việc nhịp, nhịp, sau là chốt dần đúng chốt dần nó bắt đầu đến mà tích lũy lại quanh quanh vùng này xong tiếp tục mua mua trở lại nhá đẹp đến đâu thì đẹp cứ vi phạm là cứ bán đã rồi nói chuyện nhưng mà bây giờ đã chưa ra vi phạm đâu mai như mai nó lại tăng một cây tầm một hai 3 trăm rồi đó. tích lũy quanh quanh vùng này nó đi lên thì tiếc lắm nhá tiếc lắm Tổng ừ, chứng khoán SHS này. SHS bình thường đúng không? SHS nó đang xu hướng đánh như này tốt hôm nay có những nhịp xanh ấy. Cái này, tích lũy như này nó ổn mọi người ạ nhá tích lũy như này nó rất là đẹp và ổn giúp khối lượng như này ổn con này cứ chỉ đợi nhịp thị trường chung nó tốt nó tăng mạnh lắm thị trường chung nó đi check check lên rồi dòng chứng khoán nó sẽ bay luôn dòng chứng khoán nó đang lấy đà rồi mọi người ạ dòng chứng khoán đang lấy đà khả năng là thị trường nó chỉ cần tích cực một chút là dòng chứng khoán nó bay đầu đầu nước luôn nhá bay đầu nước luôn dòng banh có xu hướng nhưng mà dòng banh nó kháng cự nhiều hơn dòng chứng khoán dòng chứng khoán nhiều con nó đẹp quá mbs này MBS giảm 1%, 14% bình thường Con này xu hướng đánh hơi xấu một chút Lên trên này là vùng kháng cự này Lên trên này là vùng kháng cự, con này có hai vùng kháng cự rất là mạnh Để mà con này đánh lên hơi khó uhm. SHB quên không phân tích SHB SHB tăng 0,4% bình thường nhá mọi người nhá tiếp tục giữ thôi đang tích vùng nền chặt như này rồi Nhưng mà thị trường chung có tích cực một chút là ông SHB thì ông bay luôn Xong dòng chứng khoán nhá, HBG đi Xong thép đi HBG Tăng 1,1% Thì con đấy Hôm qua có phân tích rồi Đúng không Hôm qua có phân tích Còn phiến, uh, Ví dụ với mọi người Những cái những cây búa đảo chiều đây Một búa đảo chiều này Đúng không 13 tháng 7 búa đảo chiều này uh, 28 tháng 5 búa đảo chiều này Hôm, hôm uh, 26 tháng 7 có búa đảo chiều Thì thường là nó sẽ tăng Mọi người nhá Không sớm thì muộn nó sẽ tăng thôi con HD Bank đấy hôm qua hôm hôm 26 cũng bảo mọi người búa đảo chiều thường nó sẽ tăng thì hôm nay hôm qua nó về giá thăm chiếu hôm nay nó tăng đấy con HD Bank giờ thì nó cũng vẫn theo cái quy định đấy thôi đúng không? vẫn theo cái mẫu hình gặp búa đảo chiều nó tăng thôi nó tăng được hai cây được hơn hai phần trăm rồi đồng thép thì nó đánh như này là ổn mọi người ạ. À, bây giờ đợi thị trường chung nó tốt là nó, nó, sẽ đánh tốt thôi. Còn HBG này về cái những cái vấn đề nền tảng hay là báo cáo tài chính cũng như là những cái vấn đề mà phân tích kỹ thuật, phân tích cổng tổng qua đến hiện giờ thì nó đang tốt nhé. Mọi người ai giữ thì cứ giữ thôi. Còn bây giờ xác nhận thị trường chung tốt nữa thì nó sẽ đi lên luôn, đúng không? HSG, HSG cũng vậy, đúng HSG cũng vậy đang tích lũy rất là chặt rồi, rất là chặt rồi về chạm đường 12-20 bây giờ nó đánh được trên đường 120 thì đẹp quá tích lũy rất chặt rồi khối lượng ổn có dòng tiền tham gia đúng không có dòng tiền tham gia thị trường xấu thì ông này tiếp tục ông lại đi tiếp đúng không? ông thủng đường MA100 một trăm quanh quanh vùng này thôi ông thủng đường MA100 một trăm ông cũng không biết là ông sẽ xuống đến những cái mức nào nữa đầu tư mấy ông này cũng uh, nguy hiểm đấy nam kim nam kim đấy con này đang Đánh tích lũy rất là đẹp này thị trường lên thị trường chung tốt là banh trứng thép nó cũng phi thôi nhá nhưng mà con nào mà nó tích lũy đẹp như kiểu con nam kim này nhưng mà thị trường chung tốt là con này bay luôn, bay bay luôn, thậm chí tăng trần luôn, nam kim, tlh. cho nên nếu mà mọi người mà muốn mua thì chắc là chỉ mua gọi là thăm dò thôi, thăm dò. tlh này cũng cũng ổn này, đúng không? tích lũy rất là chặt rồi, banh trứng thép đều rằng đúng không? banh trứng thép và thị trường chung nó nó đi rất là sát với nhau, thị trường chung đang tích lũy đúng không? thị trường chung đang tích lũy mà cái cái nền gọi là doji đang lưỡng lự bây giờ ông banh trứng thép ông cũng đang tích lũy một là đợi giảm mà mạnh hai là đợi tăng thốc đấy kiểu như vậy từ lấy phân tích rất là nhiều mã rồi tvn chắc cũng vậy đấy tvn cũng chắc cũng vậy hôm nay tăng hai năm phần ba bốn mươi hai tốt đấy. khối lượng dòng tiền tốt thì hôm qua cũng có phân tích rồi những cái mã kiểu như này những cái ông mà học viên các ông nhìn nó ông thích lắm đấy dung rú khối lượng thấp mà tích lũy đi ngang này mà xu hướng thì thị trường nó trách lên vác là ông này ông bay luôn ông này ông chiết khấu đủ rồi đúng không? để những ông này mà tăng tầm là năm bảy phần trăm hoặc chục phần trăm nó cũng đơn giản đúng không? con này mà lên cái vùng mà 13 80 mọi người tranh thủ một chút lời nhá yeah, tvn đẹp đấy tvn tiếp tục giữ anh chứng thép tiếp tục giữ mọi người ạ nếu mà ai giữ đến bây giờ thì cứ giữ thôi Nên bây giờ bây giờ phải đặt nếu mà mà các bạn xác định mà giữ đến tận bây giờ rồi đúng không thì mọi người phải xác định là mọi người tin tưởng là thị trường sẽ đi lên chứ đúng không nếu mà các các bạn mà nghĩ mà thị trường đi xuống thì mọi người đã chọn phương án là mọi người bán rồi, thì mọi người giữ đến tới bây giờ làm gì? Còn bây giờ nếu mà các bạn vẫn còn giữ thì các bạn sẽ xác định là thị trường nó sẽ đi lên, sang dầu, dầu đi br. Mọi người muốn hỏi mã nào nhá, nếu mà mình phân tích thiếu mã nào mọi người bình luận ở phía dưới, đi. phần comment nhá thì mình tối mình có thời gian mình sẽ trả lời. Ừ, hàng bao nhiêu mã làm sao mà phân tích hết được? Sẽ phân tích những mã chính thôi và nói chung về thị trường để phân tích cho các bạn. Ok, BR Hôm nay tăng 0,53% Tốt nhá Vẫn đánh thế này là hay mà Có này thì để mà tăng thốc lên thì hơi khó Nhưng mà uh, lên tầm 20-21 thì tranh thủ mọi người chốt lời được nhá Tranh thủ mọi người chốt lời được BR Những cái ông nào mua vùng 16 thì ăn ấm dạ lắm ấy Đang lời mười mấy 20% rồi Còn uh, rất là nhiều bạn mua vùng 16 rồi Mình bảo khả năng vùng 17 là nhiều người mua Vùng 17 quanh quanh cái vùng này là rất là nhiều người mua Thì tôi cũng trong cái giai đoạn mà thị trường đi xuống mà cái dòng dầu khí bắt đầu tạo tạo đáy sớm á Thì mình bảo là mọi người là vùng 16, 17 mua cứ 10, 15% rồi xuống cái vùng mà 15, 20 mươi gom hẳn 20, 30% đánh trung hạn luôn Với những cái con này thì về những cái tương lai, những cái vấn đề kinh doanh lợi nhuận của nó rất là tốt BVT BBT ừ, BBT bình thường mà đúng không? Thấp lắm này à, cũng test cung này. cạn cung luôn đúng không cạn cung luôn test cung ở này. đây này thì ai giữ thì cứ giữ thôi mọi người ạ để mua gia tăng thì thì mọi người cứ đợi phiên bùng nổ thì mua gia tăng đúng không? bvs này cũng vậy đúng không? tiếp tục giữ chả vấn đề gì xấu giảm không phải tám ảnh hưởng cái gì đâu bvc cũng vậy này cũng phiên đây hai phiên test cung đảo chiều đúng không ba phiên đây đây một phiên đầu tiên này test cung đổi chiều cũng tăng lên đúng không? đây cũng đổi chiều cũng tăng một phiên thì liệu đây có một cái phiên test cung khối lượng thấp uh, giảm một một liệu con này có tăng tăng được không? Đúng không, tăng được không tỷ lệ con này đi lên có thể cao đúng không? có thể có thể cao test cung khối lượng thấp BVD làm 0,8% bình thường nhá giữ thoải mái con này bình thường trong dầu khí mọi người giữ được mọi người ạ nó cũng đang đợi nó đang đợi thị trường chung thôi nhá bây giờ tất cả các cái mã ngành nó vẫn đang đợi thị trường chung tất cả các mã ngành nó đang đợi thị trường chung đợi thị trường chung nó xác nhận là bắt đầu là các ông đồng loạt các ông tăng và bây giờ các ông đang đứng nữ này đồng loạt các ông giảm kiểu nó sẽ như vậy thì bây giờ mà thị trường chung nó cứ đi ngang nhá, bây giờ là thị trường chung là thích nhất là nó cứ đi ngang đánh nó dễ bất động sản đi, dg ừ. dg hôm tăng có những nhịp cũng tăng tốt đấy. dòng tiền tốt rung rũ bình thường đúng không? hôm nay nhiều bạn cũng hỏi là có nên chốt lời con dg này không thì với quan điểm cá nhân của tôi thì tôi sẽ chốt nhá nếu mà là tôi thì tôi sẽ chốt bởi vì hôm nay có những nhịp nó tăng lên tận hai mươi năm năm mươi đúng không hai mươi năm năm mươi tăng rất là mạnh đấy tăng đến phải ba bốn lên trên vùng kháng cự này thì tôi phân tích rất là nhiều trên youtube rồi những con DG này mà lên trên vùng kháng cự này mọi người phải tranh thủ mọi người bán đúng rất là khó có thể kỳ vọng con này tăng thốc được lên luôn khó lắm mọi người ạ rất là khó mặc dù đã đang sóng bất động sản nhưng mà nó phải đi lên trên vùng này xong nó tích lũy tầm một hai cây tích lũy tầm một hai cây xong bắt đầu là bây giờ tích lũy quanh quanh vùng này đi đẹp nhất là tích lũy quanh quanh vùng bây giờ nó lên vùng hai bốn chín năm rồi nó đẹp nhất là tích lũy quanh quanh vùng hai bốn chín năm còn xấu hơn thì nó đi xuống nó Đi xuống nó tích lại vùng nền Đi xuống thì khả năng nó sẽ chỉ về cái vùng mà tầm 2350 thôi nhá. Vùng quanh quanh vùng 2350, 2360 xong rồi bắt đầu là tích lũy xong rồi đi lên tiếp nhá. Cái nhịp đi lên tiếp đấy những cái nhịp mà có thể sẽ vượt được qua những cái vùng kháng cự mạnh mẽ này. Dòng tiền nó ổn định hơn và thị trường chung nó xác nhận nhá. Nam Long. Nam Long thì vẫn bình thường đúng không? Nam Long vẫn bình thường nó tích lũy quanh vùng đỉnh này mà. Mọi người lên chờ đợi đi. Nó vi phạm gì đâu. Chưa vi phạm thì mình cứ giữ thôi tôi vẫn còn giữ nam long này nhá mặc dù tôi lời hơn hơn mười mấy phần trăm ấy. tôi con tôi đang giữ con nam long này mà tôi lời hơn mười ba phần trăm rồi nhưng mà tôi vẫn giữ bởi vì là tôi kỳ vọng con này sẽ bứt đỉnh à, đối với các bạn là lời mười ba phần trăm hay mười bốn phần trăm là nó rất là nhiều trong giai đoạn này nhưng đối với cả đối với tôi thì khi mà cố hình uh, hay là các cái mã nó chưa vi phạm thì tôi sẽ không bán đâu bởi vì um, khi mà vi phạm thì tôi mới bán và đâu là nếu mà không vi phạm thì kể cả 50% mươi phần trăm hay là một thậm chí một trăm phần trăm thì tôi vẫn không có bán nhá vì vi, phạm thì tôi mới bán Còn không vi phạm thì cứ thế giữ thôi. nha, Cứ thế giữ thôi. Mà con em nong này những cái vấn đề thông tin lợi nhuận của nó Cũng như cái, cái, câu chuyện riêng nó tốt Thì bây giờ nó chưa vi phạm mình bán ăn cái gì đúng không? Chưa vi phạm thì chưa việc gì phải bán cả KDH này Cũng vậy đúng không? KDH thì nó đánh có, hơi, có xu hướng nó hơi xấu Bởi cái lịch sử con này đánh cũng như vậy rồi Con này lịch sử của nó đánh rất là khó chịu này Các bạn xem này trong cái giai đoạn mới bắt đầu đi lên đấy nhá. Cũng có một phiên Uh, tăng rất là uh, một phiên thanh khoản rất là lớn xong rồi bắt đầu đấy, bắt đầu tích lũy rồi, xong rồi nó gây cái sự ức chế các bạn xem kỹ con cá đến anh em nó lịch sử của nó đánh kiểu như vậy mà lái họ đánh rất là chắc có cứ tích lũy lên xong rồi đi lên con này vẫn còn chưa nhịp cứ chưa có nhịp tăng tốc mọi người ạ nó chưa có nhịp tăng tăng tốc luôn con này không có xu hướng tăng tốc đâu lái của mã này nó đánh lạ và họ họ cảm giác nó đánh chắc quá nó không có nhịp tăng tốc cho nhà đầu tư ăn nhiều đây có những cái phiên này nó tăng này, xong rồi nó tích lũy này, xong rồi nó còn giảm tầm hai một hai cây này. Xong bắt đầu test cùng, này. không thủng ngưỡng M20 xong rồi đánh được trên bùng M20, xong rồi những cái phiên sau nó tăng được hai nhịp rất là mạnh này, tăng lên xong đi luôn này. Đấy đúng không? Đi luôn. Đấy nó cũng, cũng cũng rung rú cũng rất là khó chịu bởi vì đó, nếu mà các bạn mà đánh thì các bạn phải xét được những cái phiên ngày 14 tháng 5 là những cái phiên mà mình xác định đúng không? xác định nếu mà uh, lấy cái mốc ngày phiên ngày 14 tháng 5 để làm mốc để xem nó có vi phạm hay không nhá các bạn học viên phải nhớ những cái vấn đề như vậy vi phạm hay không đấy à, bây giờ nó, ví dụ nó lên trên này nó giảm tầm hai ba cây nó cũng chưa vi phạm gì cả đúng không một cái hai một ba bảy một này thì gần được bốn là bắt đầu xác nhận nhưng nó đã đánh trên đường ma hai mươi đúng không để xác nhận phiên sau nó tăng như này tốt đi lên đi lên tốt đấy xong đi lên tăng được vài cây thốc xong bắt đầu tích lũy xong lại cũng, cũng lại theo cái kiểu đấy tiếp này cũng giảm ba cây này giảm ba cây rồi lại tích lũy rồi lại đi lên tiếp đây cũng như vậy này cũng giảm sau một quá trình đi lên rồi bắt đầu cũng giảm hai cây rồi ông lại đi lên tiếp bắt đầu lại xu hướng bắt đầu lại lại trở lại như vậy tăng được một cây chân rồi xu hướng có khi ngày mai có khi tiếp tục giảm tới một hai phần trăm đấy một hai phần trăm nhưng mà nếu mà thứ hai thứ hai mà không tăng con này thì có khi là sẽ xấu Đúng không? thứ hai mà không tăng nó sẽ xấu nhất là thủng được mười hai nếu mà test được quanh ở vùng 38 này thì có khó khả năng là vẫn còn đi tiếp lên được xu hướng kênh trên nhưng mà nếu mà thủng đường hai 20 mà xu hướng đi xuống có khi là mọi người phải chọn phương án là phải bán đúng Bán bao giờ đánh lại thì bắt đầu tham gia. Đẹp đến đâu thì đẹp mình cứ vi phạm là phải bán. Thế thôi, với quan điểm của mình là như vậy. Bao à giờ vấn đề là mình bán, mình lấy tiền đấy mình đầu tư những mã khác chứ không phải là uh, mình để tiền đấy đâu. Còn đâu là nếu mà vi phạm rồi mà các ông cứ cố mà các ông giữ có khi là rất là nguy hiểm đấy. Không? Còn VHM này nó vi phạm từ những cái ngày um, ngày ngày 12 tháng 7 nó vi phạm rồi đúng không? những cái nhịp sau mà cũng có nhịp hồi nào nó tranh thủ mà bán đi đúng không? Tranh thủ mà bán đi Ngay cái phiên ngày mười 14 tháng 7 là rất nhiều bạn trong nhóm hỏi bán con về VNM này 112 đúng không? Bảo các bạn nếu mà ai còn giữ VNM này mọi người phải tranh thủ mọi người bán đi. Đúng không? Tranh thủ mọi người bán đi. 112 là vi phạm. Nếu mà các bạn không bán đúng không? nó vẫn chưa đạt những cái mẫu hình đi xuống này. Nó đi xuống nó chưa đạt những mẫu hình này và nó cứ um, các bạn chôn vốn thôi, các bạn sẽ bị chôn vốn rất là lâu trong cái giai đoạn này. Nếu bạn không có tiền thì các bạn đầu tư trong dầu khí bất động sản chẳng hạn. thì con KDH đi lên thì rất là tốt, đi lên nó sẽ đúng quy trình nhưng mà nếu nó đánh sai thì mình phải bán. nếu không bán thì nó sẽ lại tích lũy rất là lâu nhé, tích lũy rất là lâu. con KDH này đang đánh xu hướng tích lũy này, hôm nay chạm đường MA một trăm rút cho nên cũng là một cái biểu hiện tốt nhưng mà vẫn chưa đạt mẫu hình để mình khuyến nghị mọi người tham gia nhé. con KDH này chưa đạt mẫu hình, chưa đạt dòng tiền để có thể khuyến nghị mọi người tham gia con VHM này. Uhm, không Vic. Vic cái xu hướng nó đi lên rồi đúng không? Vic, bây giờ nó một nền này, hai nền rồi. Đúng không? Bắt đầu check check lên rồi còn gì? Đúng không? xu hướng bắt đầu đi lên rồi còn gì? Check lên rồi. một nền, hai nền này, bắt đầu xu hướng đi check lên Con này khả năng là cứ khi nào mà thị trường gặp khó khi nào thị trường gặp khó thì con này là những cái dòng cứu thị trường cũng chả nói trước được điều gì bây giờ cái vùng này gặp một cái phiên mà thị trường đi xuống thủng tầm một hai cây nó bắt đầu lại tiếp tục để đi xuống tiếp về vùng mà tầm 90 91 là chuyện bình thường nhưng mà hiện giờ thì nó vẫn ăn đẹp mọi người nhá hiện giờ thì nó vẫn ăn đẹp này một vùng nền rồi này xây vùng nền thứ hai rồi này đúng không nhìn kỹ đi một vùng nền này một vùng nền này đấy hai vùng nền đấy nó xây lên nó nhìn rõ như này mà đúng hai vùng nền nó bắt đầu xu hướng chích chích đi lên dòng tiền tham gia hôm nay test cung với khối lượng thấp như này đúng không? là là đẹp đấy tăng không phẩy tăng điểm là đẹp rồi đấy, tăng điểm là đẹp rồi Big, KBC KBC hôm nay tăng 4% đấy, tăng 4% con này thì uh, hôm nay là hàng về của T 3 của anh Vũ hay T5 nữa. T 3 T5 của anh Vũ. Anh Vũ khuyến nghị con KBC trong nhóm là khuyến nghị con KBC DGC đều về win hết mà. DGC hôm qua về T3 win hết rồi. KBC DGC về con gì á? M con GMD thì phải, đúng không? Như GMD. Hình như GMD. Tôi không nhớ anh Vũ anh khuyến nghị hình như là GMD. Đó, đều win hết mà, đúng không? GMD đều win hết. GMD hay là gì Tôi không nhớ Cái con cũng phân tích luôn con GMD này cũng rất là nhiều bạn hỏi đúng không? trên YouTube Con này cũng đang, nó chưa vi phạm gì cả đúng không? Nó đang đánh lại này, nó đang đánh tích lũy quanh quanh cái vùng đỉnh này Gặp thị trường chung nó tích lũy tầm 1-2 cây rồi nó bắt đầu lại bứt lên tiếp mà Xu hướng đánh như này nó ổn rồi mọi người ạ Xu hướng đánh như này nó ổn rồi có thể nó tạo một cái sóng nó test quanh cái vùng mà 43 nhá. Có thể nó sẽ đánh quanh quanh cái vùng 43 xong bắt đầu mới Tạo một cái vùng quanh quanh tích lũy, quanh quanh cái vùng này xong bắt đầu bứt lên nhá. nó Tích lũy quanh quanh vùng 43 này nhá, Tích lũy quanh quanh vùng 344 xong bắt đầu đi lên thôi Con này chưa vi phạm gì thì việc gì đâu mà phải bán Chưa vi phạm gì mọi người Giống như có con BWE BWE này nó Khi mà đi lên nó, nó tích lũy, đi, tích lũy này nó đi lên, con BWE này nó vi phạm rồi Con này vi phạm rồi mọi người nhá, hồi lên bán đi nên bán nhé. Còn BWL này mà có những ngày mai, mai kia, con IPO kể cả thị trường chung tốt nhé, kể cả thị trường chung tốt, trừ khi tăng trần luôn, nhá. Từ trừ khi tăng tăng trần thì mọi người chọn phương án là không bán nhưng mà nếu mà không tăng trần, chỉ tăng tầm hai ba kể cả bốn luôn nhé, bốn mọi người bán đi nhé, riêng này. Thì con này thì rất là nhiều người tham gia chốt lời, phiên rũ khối lượng lớn ở trên đỉnh này thì nó không đẹp. Thì con này nếu mà các bạn muốn tham gia thì phải đợi nó tích lũy thêm tích lũy dài dài quanh quanh cái vùng mà vùng vùng, 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 vùng hỗ trợ cũ này, hỗ đỉnh cũ này 36 nhá nó sẽ tích lũy quanh về vùng 36 thì nếu đợi nhịp đợi cố hình thì mình sẽ cho một người tham gia còn giai đoạn này mà hồi lên một canh mọi người bán đi thế là nếu mà các bạn mua con wbwe này nhá ok uh, uh, vn 30 đi TCH à, TCH tăng 1,9% vẫn còn này xu hướng đi lên ai giữ cứ giữ nhá ai giữ thì cứ giữ thôi còn mua thì tôi nghĩ nó chưa đạt mua chưa đạt đâu mọi người ạ còn người mua thì mọi người bắt đáy ở những cái vùng dưới này thì mua lên trên này thôi dòng kênh dưới này nó tích lũy như này, tạo đáy như này ổn rồi bầu bầu hôm nay giảm 1,9% phần một phiên rũ khối lượng lớn chạm được 120 hai mươi uh, gặp cả Đó, gặp cả hai lần chạm rồi có thể là tích lũy quanh quanh một ngày xong nó đi lên tiếp. Oh. Um, BDR, BDR tích lũy xong đi lên rồi con này, con này mà cứ đánh được trên vùng M20 thì các bạn có thể, thậm chí các bạn có thể mua được. con này có thể là nó có, có những cái nhịp nó trong quá trình nó phân phối, nó sẽ có những nhịp tăng thốc nhưng mà những cái ông này mà nếu mà thị trường chung xấu cái ông đi đồ nước đấy, mọi người những cái mã kiểu này nguy hiểm lắm. VB Bank VB Bank những con này không cần, cần bàn rồi Những cái con này không cần bàn Nó xu hướng đau rồi cần, không cần bàn Đầu tư làm gì? Không nên đầu tư đâu Chỉ có những cái nhịp mà Thường các bạn nào mà đầu tư kinh nghiệm Trong giai đoạn mà cái vùng nó tích lũy nó Giảm sâu xuống nó tích lũy một giai đoạn Thì nó thường có xu hướng nó đi lên ảo ấy, ảo để mọi người kỳ vọng Mọi người FOMO vào Trong giai đoạn này mình cũng khuyến nghị mọi người đánh T cộng 3 mà Đợi mà bởi vì là thường ấy, có những cái mã nó phân phối rồi nó xác định là cái phiên ngày 15 tháng 6 nó gãy rồi nó phân phối rồi thì mà nó tích lũy được như này thì nó thường nó sẽ có những nhịp tăng ảo để mọi người tham gia thì tôi mới nghĩ mọi người đánh t cộng ba con vnp đúng VN ngày cũng ăn được bốn năm phần trăm rồi bắt đầu thoát thế thôi bởi vì nó đánh nó sẽ lừa lừa nhà đầu tư mà bây giờ con này xu hướng đao chen rồi đầu tư làm cái gì con này hồi lên canh tranh thủ một bán càng gồng càng lỗ càng gồng càng lỗ đấy các bạn như cái phiên nó gãy như thế này rồi ai mà không có kinh nghiệm mà cứ căng gồng căng gồng căng gồng này cứ chờ đợi vào một cái ngày đẹp trời rồi đấy nó đi lên không có đâu nhá không có nói thẳng luôn là như vậy khó lắm con này đi lên nó khó lắm. bây giờ bây giờ nó phải tích lũy quanh cái vùng này cơ nếu bây giờ nó tạo một cái vùng đáy đi bây giờ hiện giờ nó còn chưa tạo vùng đáy cơ vẫn chưa có tạo vùng đáy vẫn chưa có xu hướng đi lên cho nên đầu tư những mã mã em gì giá có khi nó sẽ về những cái vùng mà bốn bốn mà chắc gì về vùng 44 Có khi về <laughs> về còn sâu hơn vùng 44 Bây giờ không thể biết được con này Bây giờ nó phải tạo đáy đi Quanh quanh có thể nó sẽ tạo vùng đáy tầm vùng 50 Xong rồi bắt đầu nó đi lên thì sẽ tốt Con này tăng thốc một giai đoạn rồi mà Nó không phi được lên nữa thì Nó gãy như này mà xác định là Sau những cái phiên phục hồi như này Mà bạn nào mà tinh Bạn nào mà kẹt ở trên những vùng này Sau cái phiên ngày mùng 5 tháng 7 là phải bán hết luôn, phải bán hết luôn. Đây phiên rũ là mùng 6 tháng 7 là cái biểu hiện của nhà đầu tư người ta bán thông bán tháo này. khối lượng lớn khối lượng từ ngày 16 tháng 7 mùng 6 tháng 7 là một khối lượng mà hơn 33 triệu cổ phiếu là một khối lượng rất là lớn từ lúc đó đến bây giờ không có một ngày nào mà khối lượng vượt qua ngày mùng 6 tháng 7 khối lượng rũ cực kỳ lớn trên mùng đỉnh cấu hình nó sai hết phải phải bán đấy nhá phải bán không bán là dở hơi ngay BNG Ừ, giảm 1,2 phần trăm con này cũng thế đúng không? con này nó phải tạo đáy đi chưa tham gia vội mọi người ạ VNM thiếu gì mã đẹp thiếu gì mã kinh trên mà mọi người tham gia đúng không? làm gì về thế đây VNM này bắt đầu làm nó tạo tạo một quanh quanh vùng này nhịp sau này thì tôi sẽ cho mọi người tham gia của VNM này nếu mà nó đạt mẫu hình mọi người nhá MSN MSN thì giảm 0,8 phần trăm của mình có gì đâu đúng không? Tết cung quanh quanh vùng này bình thường có khi có một cây này Xong mai nó tăng thốc tiếp Đúng không? Thường thường nó sẽ như vậy Con này còn chưa có xu hướng nó đi lên mạnh cơ nó Tích lũy chặt như này nó đi lên nó rất là ổn MSN nó vi phạm gì đâu Giảm 0,8% bình thường mọi người ạ Không việc gì phải bán đâu MVKG Còn MSN là mình khuyến nghị từ cả bạn bạn Mấy hôm trước là bảo nó cấu hình nó chưa vi phạm đâu Cách gồng lời sẽ như vậy nhá Cách gồng lời sẽ như vậy Bao giờ vi phạm thì mình bán Còn nó chưa vi phạm gì cứ thế mà giữ thôi các bạn mà không dám giữ thì làm sao có những cái nhịp mà ăn được 3 3 4% nó cứ tăng dần tăng dần này nó đánh rất là hay. Trong giai đoạn khó khăn mà chọn những mã nó khỏe và đi ngược thị trường mà bắt đầu tiếp tục nó đi lên này nó là khó đấy nhá. Không phải đơn giản đâu nếu mà giữ được đến bây giờ thì cố mà giữ đi. Nó có vi phạm gì đâu, bao giờ vi phạm thì mới bán. Này, mới với các này giảm 0,6%. Khối lượng thấp rung rũ này. Kỳ vọng con này sẽ ngày mai gặp một cái phiên test cung đi đúng không? Đó, phiên test cung có thể nó sẽ đổi chiều thì nó phải kết hợp với thị trường chung nữa mà với g này thì hết hot rồi vre nó vẫn là một cổ phiếu tốt nhưng mà cấu hình nó chưa đạt thì tất nhiên là dòng tiền nó sẽ không tham gia đâu mọi người ạ vre hôm qua phiên tăng ba ba mươi sáu giảm một sáu nhưng cái ông kinh dưới này thì ông phải tích lũy dài dài hơn đánh cứ nhấp nhai nhấp nhô này khó đánh Mà tôi cũng không thích con vre này NVN ừ. Đấy, con này nó nó đánh như này nó chỉ tăng ảo một phiên thôi, tăng ảo một hai phiên bắt đầu rũ giảm 2,3% khối lượng thấp nếu con này bắt đầu chích chích lên rồi bắt đầu đi lên trên đường MA20 thì có thể mọi người tham gia trong giai đoạn ngắn cũng được đúng không? tham gia giai đoạn ngắn được quan trọng nó phải giữ được vùng nền cơ con này thì phải kết hợp với thị trường chung phải tốt thì mới tham gia còn những thị trường chung mà không tốt đầu tư con này nguy hiểm lắm nhưng mà nhìn kỹ thì nó cũng tích lũy được cái vùng nền rất là dài đúng không? vùng nền rất là dài này vùng nền này thì rất là ok mọi người ạ ok hôm nay phân tích vậy thôi bạn nào muốn hỏi mã nào hay là muốn phân tích mã nào bạn các bạn bình luận ở với dưới phần comment nhá ở phía dưới thì mình sẽ trả lời mọi người ai muốn tham gia dung khuyến nghị ở trong phiên và phân tích điểm mua điểm bán đúng không? cũng như là tham gia dung khuyến nghị thì các bạn lì xì từ 2 triệu trở lên còn các bạn muốn tham gia điểm dung khuyến nghị cũng như là Uh, tham gia một thêm một khóa học trong vòng 2 tháng phân tích kỹ thuật phân tích căn bản đúng không và phân tích uh, tâm lý nhà đầu tư cá nhân cũng như là tổ chức các bạn lì xì từ 5 triệu trở lên Ok các bạn không hiểu gì thì hỏi phía dưới